Rồi, hello, chào anh em, chào cả nhà. Sang về tranh thủ để lên video cho anh em. Vì để tranh cái thời gian hàng nó về rồi, cái phần nữa là mình phải sửa lại cái kệ, cập nhật lại mấy kệ, đổi kệ là nó không có lên kịp video. Thì trước tiên mình Sang sẽ giới thiệu hai sản phẩm này trước, rồi anh em đặt hàng rồi tiếp tục này, còn những sản phẩm Super Tool khác nữa mình sẽ giới thiệu những video sau. Trước tiên là mình sẽ có hai cái kiềm chết, một cái là SG250 và một cái SG225. Đây, thì những lần trước là mình nhập hàng thì không được ưu đãi giá tốt ha, lý do là mình nhập trực tiếp từ Nhật. Đó. Sau này thì mình được hợp tác với hãng phân phối tại Việt Nam thì đã có một cái giá rất là tốt ha. Chúng ta có thể tiết kiệm đến rất là nhiều luôn. Hôm trước này cái những cái này là tới 800 mấy, tám mấy, là do là anh em đóng thuế này, đóng thuế rất là nhiều. Những sản phẩm này đóng thuế là VAT với nhập khẩu không đó là ba mấy phần trăm. Rồi thì này, cái này anh chị anh em chỉ có VAT không ha, cho nên là giá thành rất là tốt so với kỳ trước. Đó. Thì cái loại này là cái kiềm chết này nè, nó rất là hay. Cái đó là nó chỉnh ở cái tay này nè, khi anh em cầm anh em không cần chỉnh ở đây ha, mà anh em chỉnh cái này, và cái hàm của nó mở rất là to luôn, nó mở tới 50 mm, nó có thể kẹp tới 50 mm, và anh em có thể dời như thế này nè ha, nó sẽ nhanh hơn anh em. Thay vì anh em ngồi dặn 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 đây thì này, nó vô ha, mở ra ở tay đây đó. Của hãng Super Tool, hàng xịn ha. Thì đây là cái mẫu chỉ có thằng Super Tool và thằng Pha Cơm mới có thôi. Đó. Nó kẹp. Bây giờ mình sẽ ví dụ đây. Nè. Kẹp rất là chặt. Cái kìm này được cái là cái hàm của nó rất là rộng. Và dĩ nhiên là ở đây nó sẽ có cái phần. Tại vì cái này là nó động và nó có phải có cái độ hở lớn một chút xíu để mà khi anh em dời cái này dễ dàng. Chứ mà nếu mà nó chặt quá, cái này nó không có gắt qua gắt lại thì cái này nè, khi anh em dời lên dời xuống thì dời không được ha. Thì hãng nó cũng tính hết trơn rồi, mà pha cơm nó cũng vậy thôi anh em, pha cơm nó cũng vậy, không có gì khác hết. Đó. Cái này nè, nó dặn vô rồi mở ra như thế này, rồi mở cái ở cái thứ hai ha, kẹp vô đây nè. Đó. Đó, không giờ anh em kẹp vô là cứng ngắc luôn, xả ra chút xíu cứng ngắc nè, mình đang cố gắng luôn á chứ không phải là mình giả bộ đâu nha, thấy không, rất là cứng nha nè, kẹp rất là dữ, rất là chặt và mở ra một cách dễ dàng. Thì cái cây này là 225, 225 nó khác với 250 ở cái chỗ là cái chiều này cái chiều dài hơn và cái miệng của nó sẽ rộng hơn thôi. Thật ra thì nè, nó cũng cơ cấu nó giống nhau, không phải là nó cái này nó khác nha, chẳng qua là cái này nó dài hơn, cái hàm nó bắt buộc nó thiết kế là phải mở rộng hơn cái thằng này, cho nên là cái chỗ khoảng trống này nó sẽ trống hơn đó, khoảng trống này sẽ trống hơn chứ không phải là kéo dài ra thì cái này nó khác ha, à, cùng giống mẫu hết, chẳng qua là cái này nó lớn, nó dài hơn, bắt buộc nó phải khoét cái lỗ này bự để kẹp những cái lỗ bự hơn. Thì cái này nó kẹp tới được 85, anh em cứ tưởng tượng 85. 85 là bằng một cái tới đây nè. Bự á ha, kẹp rất ống rất là bự của cái thằng Super Tool này. Thì chiếc này mình có hai sản phẩm mình sẽ giới thiệu anh em trong video này. Rồi, thì khi anh em hôm nay anh em mua cái sản phẩm này sẽ có một điều rất đặc biệt dành cho anh em ha. Đó là cái gì đây? Nếu như anh em mua một cái kìm này thì mình sẽ gửi tặng một cái thước lá xin qua nội địa Nhật trị giá 60.000 ha. Anh em nếu muốn mua riêng thì là đặt cái mã là E944. E944 với giá là 60.000 cho cái thước lá này ha. Rồi, đó là thứ nhất là một cái sản phẩm này, nếu anh mua một trong hai sản phẩm này sẽ được tặng cái này. Nếu như anh em không thích lấy quà tặng, anh em muốn mua một cái hai sản phẩm trong video này, đó là một cái dao gọt giấy Onfa trị giá là 240.000. 240.000 ha. Thì hôm nay anh em mua cái sản phẩm này, anh em sẽ được mua cái dao gọt giấy này chỉ có 150.000 thôi. Chúng ta tiết kiệm lên 90.000 ha. Đó là khi nào anh em mua cái sản phẩm này nha, mới mua được cái dao gọt giấy 150.000. Nè,
dao gọt giấy 150.000 ha. Cái dao này giá trị của nó tới 240.000 nha anh em. Mình bán là dưới giá vốn luôn, nhưng mà cái với điều kiện là anh em phải mua một cây kìm chết, một trong hai sản phẩm kìm chết sẽ được mua cái sản phẩm này với giá 150.000. Mã đặt hàng của cái dao gọt giấy này là OL0902. Nếu mà đặt riêng thì là chỉ là 240.000 nha anh em. Đặt riêng là 240.000, đặt chung á thì chỉ có 150.000 thôi. Đó. Một trong hai sản phẩm. Đặt cái này thì cái này chỉ còn có 140.000, 150.000 thôi. Rồi, còn nếu như anh em không thích mua cái kìm này, mua cái dao gọt giấy này, chúng ta có thể mua cây thước cân thủy để dùng trong gia đình luôn. Nếu anh em nào đã chưa từng mua cái thước này, thước căn thủy nội địa Nhật rất là xịn, cực kỳ dày ha, thủy dày chứ không phải là thủy mỏng, thủy dày cơm luôn, thủy đứng và thủy ngang, nha, rất là dày nha anh em. Chiều dài của nó là 3 tấc, và cái thước này chỉ giá là 210.000. Anh em mua, nếu mua thước riêng, ha, anh em mua thước riêng thì chỉ giá là 200.000. Nhắn đại cái mã là A600 đi, A600, 210.000 nha, 210.000. Rồi, nếu như anh em mua cái này, anh em muốn mua thêm cái này nữa thì sẽ chỉ mua với giá 80.000 thôi. Đó, tức là mua combo đó, mình đang làm chương trình combo ha, mua một cái kìm chết sẽ được mua cái thước với giá 80.000, chúng ta tiết kiệm tới 120.000. Ok không? Ha, rất là ngon lành luôn. Rồi, đó, thì là chúng ta trong cái video này chúng ta sẽ có được 3 cái khuyến mãi. Nếu như anh em lựa chọn một là lấy thước, không lấy thước thì chúng ta có thể mua hai sản phẩm này ha. Mua hai sản phẩm này, một trong hai sản phẩm sẽ được giảm. Chỉ một thôi nha anh em, tức là combo như thế này nè. Đây. Combo như thế này thì chỉ giá của nó quên nữa, giới thiệu cái này quên. Cây kìm chết này chỉ giá là 720.000. Wow. Giá chiếc này rất là tốt luôn, 720.000 ha. Mã đặt hàng của nó là SF4001. SF4001. Với giá là 720.000. Đó, thì khi anh em mua cái này và nếu như anh em mua thêm cái thước này thì chúng ta sẽ chỉ có mua với giá 800.000 thôi, rồi hai món luôn. Đó. Còn không thích mua cái thước này, mua sản phẩm này thì chúng ta mua cái này chỉ có là 870.000. Đó không? 870.000 ha. Đó. Rồi cái này và cái này 870.000. Thực tế là nó sẽ là bao nhiêu ta? 960.000. 960.000, và hôm nay thì cái video này anh em sẽ mua với giá chỉ có 870.000 ha. Và số lượng nó có giới hạn nha anh em, số lượng giới hạn trong video, nếu hết thì thôi. Đó. Còn cái này SJ250 thì mã đặt hàng của nó là SF4002. SF4002 với giá là 790.000 ha. Giá chỉ có 790.000 thôi, và anh em khi anh em mua cái sản phẩm này, anh em mua thêm cái này thì chỉ có mua 150, hoặc là mua cái này chỉ có 80.000. Đó là cái điều kiện khi anh em phải mua một trong hai cái kìm bắp nha. Mua một trong hai, phải trong cái giỏ hàng của anh em phải có một cái kìm chết thì mới mua được cái thước này với giá 80.000 đó. Rồi, cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem video. Đặt hàng thì xin anh em nhắn tin và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Cảm ơn anh em đã dành thời gian ra theo dõi. Chào anh em, chào cả nhà, chúc anh em có một cái ngày thật nhiều niềm vui. Chào anh em.